Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh Tuốt Chiều Cũng Chủ của tôi. Tên tôi là Ngôn Tùng, đến từ công ty nhiệm hữu hạn Chiều Chủ 1. Thì hôm nay tôi tiến hành đi diệt chuột một công ty ở Tiền Giang. Thì công ty này mình đã vừa gãy thuốc, mình vừa kết hợp với bẫy các bạn ạ. Do tháng đầu tiên xử lý, mình sẽ lợi dụng hai loại với nhau để kết hợp để tăng cái hiệu quả cao hơn. Đây các bạn thấy không, đó là những cái hàng chuột mà nó mồi hen. Đây mình tiến hành mình đặt bẫy, thì hôm nay mình đem xuống là 50 cái bẫy để mình đặt vào ban đêm. Thì bẫy bóng nguyệt thì các bạn kết hợp là dưới mồi á, mồi là giống như là bắp gan rồi nè, hay là mấy bịch khoai tây xì nách cho các bạn để lên cho chuột nó tánh mùi và nó lợi nó ăn. Đây mình cho các bạn xem, đây là những cái hang nó đào rất là nhiều. Thì mình cũng đã quăng thuốc rồi thì nó chết cũng rất là nhiều, nhưng mà do cái khu vực xử lý của mình đó là nó ở gần như là chính giữa đồng quan các bạn. Hai bên là khu đất trống. Còn cái bề mặt sau là tiếp giáp trực tiếp với sông đó, nên chuột nó lên rất là nhiều. Nên mình phải tăng cường để mình xử lý. Thì các bạn xem mình xử lý nha. Đến các bạn xem bên đây là vòng 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 là nó đào hang kinh khủng lắm. Thì mình không có thời gian mà mình để mình đi quay quay hết cái quá trình cho các bạn xem, mình quay cái những cái cảnh mà hướng dẫn các bạn cái cách đặt và đường đi thôi. Chủ yếu là bẫy bóng nguyệt các bạn đặt ngay những nơi có hang đó nó các bạn, hay là những nơi mà có giống như là nó để phân lại nè, hay những nơi mà nó có lối mòn á, những nơi chỗ nào có thức ăn đó mình đặt nó. Đặc biệt là đặt đặt bẫy á, thì những chỗ nào nơi thức ăn thì bạn phải kiếm cái mồi gì đó phải ngon hơn cái thức ăn hiện tại, giống như nhà hàng đồ đó. Thì các bạn phải giống như nó có tôm cua rồi, các bạn phải mua thịt bò hay gì đó để xào lên để cho nó thơm để mà dẫn dụ nó lại. Bằng đêm đi cũng cái khu này bằng đêm đi tối hù, các bạn gọi đèn thì quay không được sáng, nên các bạn mà thông cảm nha. Thì cách này này là lúc đặt, rồi cái lúc nào mà thăm á thì các bạn xem coi, đặt xong là ở đây nó chạy rất là nhiều, đặt xong là nó dính liền đó không. Cái cảnh này nãy mình đặt xong rồi đó, mình quay mình cắt hết khúc rồi xong rồi, đây là cái cảnh mà dính chuột á. Đây con nào con nấy rất là to. Đặt xong rồi đi thăm là quay lại là dính luôn các bạn. Đó không, các bạn thấy dính không? Cái bẫy bóng nguyệt thì nó vừa có lợi và vừa có hại. Một là các bạn dùng thuốc. Thuốc thì bên mình có xài loại thuốc sợi tôm đó các bạn. Thì mình có giới thiệu cái loại thuốc sợi tôm rồi đó. Các bạn mà lên cái bấm từ diệt chuột là có cái kênh của mình lên top đầu đó các bạn. Hay bấm thuốc diệt chuột, thuốc chuột thì nó cũng lên top đầu hết. Còn riêng người đặt bẫy nó có lợi thế là giống như là cái một hai bữa đầu hay ba bữa đầu á, cứ một tuần hay là một đặt, nếu một bạn đặt nguyên một tháng thì không bao giờ dính đâu. Đặt trong vòng 3 bữa đầu là nó dính nhiều thôi, mấy bữa sau là không còn dính nữa. Hay là cách một tuần các bạn đặt một lần thì là rất là ok. Thì cái gì nó cũng có tác dụng, cái lợi và cái hại riêng. Riêng về cái đặt bẫy này các bạn thì nó dính liền luôn. Thứ hai là mình đặt thuốc đồ đỡ thu gom hơn thôi. Đặt bẫy này mình thu gom liền, mình không có hạn chế nó chết đồ trong khu vực mình xử lý đó. Còn đặt thuốc thì có khả năng nó chết trong khu vực xử lý, nhưng mà đặt bẫy thì không thể dính hoàn toàn được, trong vòng những cỡ khoảng vài bữa là hết dính rồi. Thứ hai là đặt bẫy này rất là nguy hiểm các bạn. Nếu mà các bạn mà giống như không phải là có kỹ thuật á, các bạn mà cầm mà không biết cách cầm á,
không biết cách đập bẫy á thì sẽ dễ bị đập vô tay, mà thường mấy cái bẫy này đập vô tay mà nếu mà đập bị một hai lần nữa khi nửa tháng mới hết đau các bạn. Còn nếu mà mình thiệt mình phiên các bạn, nếu mà ở trong nhà có trẻ em thì không nên đặt. Còn mình sử dụng thuốc thì mình kết hợp với bẫy keo các bạn. Bẫy keo trường hợp thuốc mà nó chuột ăn vô có tác dụng rồi á thì bẫy keo nó dính vô bẫy keo thì nó không có dãy ra được. Mình mới thăm có một đợt thôi mà nó dính, nghĩa là mới đặt xong rồi thăm á. Nhưng mà bọn đi mình cái máy quay của mình không có đủ pin nữa mà quay cho các bạn xem nhiều. Thì công ty của mình á thì chuyên cung cấp cái dịch vụ diệt chuột, diệt ruồi, diệt muỗi, diệt kiến, diệt gián và cung cấp thuốc diệt chuột, thuốc diệt ruồi, muỗi, kiến, gián, diệt nói. Các bạn mà xem video mình hay bổ ích đó, nhớ like, share và đón nhận video theo. Nhớ bấm nút đăng ký và kèm theo cái chuông đó để kênh mình đăng video lên đó thì các bạn là người đầu tiên để xem cái video để nhận được cái nhiều cái giá trị bổ ích cho các bạn để phòng tránh những cái bệnh mà do chuột hay những côn trùng khác mà gây ra cho gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.